Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính mới gặp ông Pascal Soriot, Tổng Giám đốc AstraZeneca tại Hà Nội và cảm ơn tập đoàn này đã cung cấp vaccine ngừa COVID-19 kịp thời cho Việt Nam. Theo trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Thủ tướng Chính nói với vị lãnh đạo của tập đoàn AstraZeneca hôm 31 tháng 5 rằng tập đoàn này không chỉ cung cấp vaccine sớm và kịp thời mà còn dành những ưu đãi cho Việt Nam. Ông Chính cũng nói rằng chính phủ và nhân dân Việt Nam không bao giờ quên những sự chia sẻ giúp đỡ quý giá đó của AstraZeneca với Việt Nam. Thủ tướng Việt Nam cũng nói thêm rằng vaccine đóng vai trò rất quan trọng trong việc Việt Nam đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, mở cửa du lịch quốc tế từ ngày 15 tháng 3 năm 2022. Ông Soriot nói rằng AstraZeneca sẽ hợp tác chặt chẽ với chính phủ Việt Nam để nâng cao năng lực y tế, điều trị, phát triển ngành dược phẩm và sẵn sàng chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine cho Việt Nam. Đây là lần thứ ba Thủ tướng Chính trao đổi với người đứng đầu AstraZeneca và việc hợp tác sâu sắc hơn với tập đoàn này cho thấy là chính phủ Việt Nam đặt sức khỏe, an toàn của người dân trước hết và trên hết, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam.